thì nó lớn rất nhanh, mỗi ngày đêm có thể dài ra khoảng 15-20 cm là bình thường, cho nên phải vẫn liên tục mọi người ạ. Xin chào mọi người nha. Đây, giới thiệu với mọi người một cái vườn dưa mà mình đang canh tác tại Nghĩa Thuần, thị xã Thái Hòa. Đây, mình sẽ cho mọi người xem vườn dưa nha. Đây là cái vườn dưa mà mình đã canh tác được hơn 30 ngày và bắt đầu vào thời kỳ treo đai, và thời kỳ mà vẫn dây thì nó lớn rất nhanh, mỗi ngày đêm có thể dài ra khoảng 15-20 cm là bình thường, cho nên phải vẫn liên tục mọi người ạ. Trong quá trình vẫn đai đến đâu thì sẽ có cái quy trình tiếp theo, đó quy trình thụ phấn cho bưởi, cho dưa. Đây, công việc hàng ngày của anh em sản xuất nông nghiệp là như vậy, một không khí luôn luôn là phải đảm bảo sản xuất, tạo ra những cái giá trị cho xã hội, và cái quá trình này đòi hỏi là sự bền bỉ, quyết tâm đấy. Đây, giới thiệu mọi người, đây hình ảnh của mình nha. Chúc mọi người một ngày mới thật nhiều năng lượng, vui vẻ. Chúc cho nông thình có một vụ dưa thành công. Xin tạm biệt.